nữ ca sĩ Demi Lovato đã thông báo một loạt các bài đăng rằng tour diễn tiếp theo sẽ là chuyến lưu diễn cuối cùng của cô. Demi cho biết lý do muốn dừng lại là vì vấn đề sức khỏe. Cụ thể, nữ ca sĩ 30 tuổi viết trên trang cá nhân rằng cô quá mệt mỏi, ốm yếu và không thể rời khỏi giường. Cô thông báo rằng chuyến lưu diễn tiếp theo sẽ là lần cuối cùng lưu diễn của mình. Ca sĩ Sorry Not Sorry không chia sẻ chi tiết về các vấn đề sức khỏe mà cô đang gặp phải. Người đại diện của Lovato cũng từ chối trả lời yêu cầu bình luận. Cựu ngôi sao Disney đã lên kế hoạch biểu diễn cho tới hết mùng 6 tháng 11 với concert tại Toyota Music Factory ở Irving, Texas, Mỹ. Cô vẫn chưa thông báo liệu có tiếp tục tour diễn của mình tại sân vận động Mosvita tại Santiago, Chile hay không. Các bài đăng của Demi đã khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao. Họ gửi tới nữ ca sĩ những lời chúc cũng như là sự động viên, tỏ ra thông cảm với tình trạng của cô. Vào tháng 12 năm 2021, Demi đã lặng lẽ hoàn thành một khóa cai nghiện. Để kỷ niệm một khởi đầu mới, Demi nói với người hâm mộ rằng cô đã thực hiện album gần đây nhất trong khi hoàn toàn tỉnh táo. Lượt xem series truyền hình The Crown đã tăng vọt tới 800% tại Anh sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời. The Crown khởi chiếu từ năm 2016 là một trong những series đắt đỏ của Netflix, tiêu tốn tới 130 triệu đô la Mỹ chỉ trong mùa đầu tiên. Theo Variety, số liệu được công ty Whip Media đo lường trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, so với quãng thời gian của cùng kỳ tuần trước, lượng xem của phim The Crown đã tăng gấp 4 lần tại Mỹ và 3 lần tại Pháp. Tính trên thị trường toàn cầu, số khán giả xem The Crown tăng tổng cộng gần 4 lần so với tuần trước. Rating tại Anh tăng đến 800%, lượng xem của phim tăng gấp 4 lần ở Mỹ và 3 lần tại Pháp. Qua năm mùa, The Crown tái hiện nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Hoàng gia Anh dựa trên tư liệu hình ảnh, video sẵn có. Vì không được phép quay tại Điện Buckingham, ekip phim phải nhiều lần đến tham quan cung điện thật, rồi phục dựng hoàn toàn nội thất trong phim trường. Phim được các nhà sử học nổi tiếng như Annie Sulberger, Robert Lacey cố vấn. Tại lễ trao giải Emmy 2021, The Crown cũng đã mang về cho Netflix cả 7 giải thưởng của thể loại chính kịch, bao gồm cả hạng mục quan trọng series truyền hình chính kịch xuất sắc nhất. Jim Starlin, cha đẻ sáng tạo ra ác nhân Thanos, vừa tiết lộ nhân vật này có thể sẽ sớm tái xuất vũ trụ điện ảnh Marvel. Việc Marvel đưa kẻ phản diện này trở lại sẽ mở ra lối đi mới cho sự ra mắt của một vài nhân vật khác có liên quan trên màn ảnh. Để có màn xuất hiện hoành tráng của Thanos trong Infinity War 2018, Marvel Studios đã phải tốn hàng thập kỷ để chuẩn bị. Không phụ sự mong đợi của khán giả, ác nhân Thanos đã thực sự để lại ấn tượng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Inverse, họa sĩ sáng tạo Starlin tiết lộ ác nhân Thanos do Josh Brolin thủ vai sẽ tái xuất vũ trụ điện ảnh Marvel trong tương lai sau thất bại của hắn tại Avengers Endgame. Gã ác nhân này đã mang về cho Marvel Studio một khoản lợi nhuận khổng lồ khi cả Infinity War và Endgame đều có doanh thu phòng vé vượt mức 2 tỷ đô la Mỹ. Do đó, Thanos chưa thể biến mất một cách dễ dàng. Nhiều khả năng Thanos sẽ xuất hiện trong Avengers phần 5 hoặc phần tiếp theo của bom tấn Eternal. Trước mắt, chắc chắn khán giả sẽ được chứng kiến hành trình giải cứu các Eternal khác của Eros, Thena, Malaki và Drui, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành của vũ trụ Marvel. Nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink vừa tiếp tục lập kỷ lục về số người nghe nhạc trong một tháng trên Spotify. Theo thông báo từ Spotify, Blackpink đã chính thức mở ra kỷ nguyên mới với kỷ lục về số lượng người nghe hàng tháng của một nhóm nhạc nữ trên nền tảng này. Cụ thể, bốn cô gái nhà YG Entertainment đã vượt mốc 30 triệu lượt nghe trong một tháng trên nền tảng Spotify, trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử Spotify đạt đến cột mốc kinh ngạc này. Đáng chú ý, Blackpink làm được điều này sau khi ra mắt 6 năm với chỉ vỏn vẹn 30 ca khúc trong sự nghiệp. Nhóm đã vượt qua nhiều huyền thoại nhạc nữ trong lịch sử như Destiny's Child, Little Mix, Fifth Harmony. Thực tế, việc Blackpink một lần nữa phá thêm kỷ lục trên Spotify không phải là một tin mới đối với những người hâm mộ cũng như khán giả yêu nhạc K-pop. Với việc được mệnh danh là nữ hoàng của K-pop, Blackpink đã liên tục trở thành đề tài nóng hổi đối với khán giả sau khi thông báo về sự trở lại của nhóm sau gần một năm vắng bóng. Sau Pink Venom, Blackpink đang chuẩn bị cho sự trở lại với album đầy đủ thứ hai trong sự nghiệp mang tên là Born Pink.